Phát ngôn chuyện lấy chồng của Thủy Tiên gây tranh luận. Thủy Tiên có thể lấy chồng và có thể không, có thể sinh con hoặc không sinh con. Tôi là một người khá phóng khoáng, Hoa hậu chia sẻ. Sau thời gian dài bận rộn với các dự án trên cương vị Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021, Thủy Tiên vừa tổ chức một buổi fan meeting để gặp gỡ, giao lưu cùng người hâm mộ xoay quanh chuyện kết hôn, cuộc sống cá nhân. Khi được hỏi về việc bao giờ lấy chồng, đương kim Hoa hậu Hòa bình cho biết, Thủy Tiên có thể lấy chồng và cũng có thể không lấy chồng, có thể sinh con hoặc không sinh con. Tôi là một người khá phóng khoáng. Tiện nghĩ sống trên đời này quan trọng nhất là sau khi hoàn thành trách nhiệm, mình có quyền được sống theo cách mình mong muốn, không cần theo khuôn khổ nào hết. Tiên có thể lấy vợ cũng được, đây là nói thật. Các bạn cũng vậy, hãy làm những điều mình thích và sống một cuộc đời như thế. Phát ngôn của Thủy Tiên trở nên viral trên nhiều nền tảng mạng xã hội trong vài ngày qua. Trong các diễn đàn sắc đẹp, nhiều khán giả tranh luận về chia sẻ của người đẹp. Đa số đồng tình về quan điểm sống phóng khoáng, tự do yêu đương, kết hôn và làm chủ cuộc sống của mình. Đây cũng là xu hướng sống của nhiều bạn trẻ thuộc thế hệ Gen Z hiện nay. Quan điểm của Tiên rất hiện đại và nên được ủng hộ. Câu hỏi bao giờ lấy chồng, lấy vợ là kém văn minh, không còn phù hợp với cuộc sống hiện nay, một khán giả bình luận. Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến cho rằng việc Thủy Tiên phát ngôn sống không cần theo khuôn khổ nào hết, ở một góc độ nào đó chưa phù hợp với văn hóa, phong tục người Việt Nam. Tất nhiên, mỗi người đều có thể tự do lựa chọn lối sống phù hợp với điều kiện, môi trường và mong muốn cá nhân. Song tự do nào cũng phải dựa trên một khuôn khổ, đặc biệt là không để ảnh hưởng đến văn hóa, phong tục nước nhà, việc một người nổi tiếng. Có ảnh hưởng phát ngôn về sống không cần theo khuôn khổ dễ hiểu lầm và gây tranh cãi là những chia sẻ từ các tài khoản mạng. Trước đó, trong chương trình Lời Tự Sự phát sóng hồi tháng 3, Hoa hậu Thủy Tiên nói cô trải qua 3 mối tình, đồng thời khẳng định trong chuyện tình cảm, cô sống tử tế, không thấy có lỗi với đối phương nhưng không tránh khỏi việc nói lời chia tay. Cô cho hay, nhiều khi không hiểu nhau, không còn cảm xúc và hết duyên. Việc mình không còn cảm xúc không phải là có lỗi. Chỉ trừ khi mình lừa dối người khác, làm tổn thương họ mới gọi là có lỗi, cô nhấn mạnh. Cũng trong buổi gặp mặt Phán, nói về bí quyết giữ dáng, dưỡng da dù không biết ăn rau, người đẹp sinh năm 1998 cho hay, tôi không có bí quyết gì cả. Chắc có thể do tôi không ăn rau từ bé nên cơ thể đã thích nghi, nhưng tôi không khuyến khích mọi người giống mình. Khép lại buổi tôi đáng nhớ, Thủy Tiên xúc động bày tỏ lên trang cá nhân, một đêm đong đầy cảm xúc. Tiên rất cảm ơn các bạn, những người hâm mộ vô cùng đáng yêu đã luôn bước cùng Tiên và dành thật nhiều tình cảm cho Tiên. Mỗi bước đi của Thủy Tiên sẽ không thể vững chắc nếu thiếu đi sự đồng hành của các bạn. Thủy Tiên đang trong nhiệm kỳ Hoa hậu. Thời gian qua, cô đi đến nhiều nơi trên khắp thế giới để làm từ thiện, tham dự các cuộc thi cấp quốc gia trong hệ thống Miss Grand. Dự kiến vào cuối năm, cô sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm trong cuộc thi được tổ chức ở Indonesia. PV, Hanoi. Tổng hợp.